Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quan trọng thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị vào ngày thứ ba hôm nay có gì lại trong ngày. Thế nhưng đầu tiên Thảo Yên gửi đến quý vị dự báo thời tiết miền Nam California. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thấy nhiệt độ có giảm nhiều so với 2-3 ngày trước. Hôm nay lên cao nhất chắc khoảng 82 độ thưa quý vị. Gió thì không có cho nên nhiều khi đến trưa đó 82 nhưng mà có thể thấy nóng hơn 82 một chút. Ngày mai cũng cỡ này thôi nhưng mà từ thứ năm trở đi đó thì giảm mạnh hơn chút nữa. Nói chung là từ giữa tuần thứ năm kéo dài hết tuần luôn, còn có khoảng 78 cho đến 79 độ thôi. Những ngày cuối tuần đó thì trời bắt đầu âm u rồi gió cũng nhiều hơn cho nên là sẽ thấy xe lạnh trở lại thưa quý vị. Và chúng tôi mới sáng nay nghe được bản tin cũng cảm thấy vui vui, Giáng sinh đã đến ở miền Nam California, Los Angeles không xa quận Cam lắm. Từ đây quý vị lên shopping center ở Citadel. Thảo Yên đi rồi vào. Ngày xưa nó vắng lắm quý vị ơi. Mà về sau này nó là outlet, cho nên họ nói rằng là hàng bán rẻ hơn so với các trung tâm mua sắm khác. Thế nhưng vào đây có khi sale thì nhiều lắm. Thanksgiving vân vân khủng khiếp luôn, không có chỗ đậu xe. Ngay trên xa lộ 5 và đây là cây thông, cây Giáng sinh. Đến đây chúng tôi một lần ghé qua thấy cây thông cao khủng khiếp và họ đề cái bảng bên dưới: cây thông cao nhất thế giới. Cao hơn cả cây thông ở Rockefeller của New York và cả các nơi khác nữa. Và tin tức sáng này cho biết cây thông đã được ông già Noel đưa về trung tâm. Dài 115 feet. 115 feet. Và đây là hình ảnh có ông già chụp hình đàng hoàng. Vâng. Họ sẽ bắt đầu hôm nay dựng cây thông lên. Sau đó bắt đầu gắn đèn. Họ nói đâu cả chục ngàn bóng đèn đó. Rồi nơ, rồi đủ hết. Rồi sau đó trong kéo dài tới 2 tuần luôn, dự trù đến ngày 8 tháng 11 là ngày khai trương cây đèn này, cây thông này. Và là một dịp để những người dân đến đây vào buổi tối. Rồi không những quý vị thấy mấy cái cây dừa chung quanh, mấy cây cọ chung quanh cũng được thắp đèn nữa. Rất là sớm. Và điểm đáng chú ý đó là mặc dù được cắt như thế nhưng mà cái cách bảo quản cái cây cho tới sau ngày Giáng sinh mới được hạ xuống thưa quý vị. Đó cũng là tin vui cho miền Nam California. Tình hình tài chính vào sáng ngày hôm nay mới vừa gặp Nguyễn Trường nói vàng lên dữ quá Thủy ơi. Nhưng mà tình hình thì mình xem họ vẫn quan tâm về các dữ liệu liên quan tới các công ty trong đó Boeing vân vân. Dow Jones tiếp tục xuống 73 điểm, hôm qua xuống rồi hôm nay lại xuống nữa. Và bây giờ thì dưới mức 43.000 kỷ lục trước đây. Tuần rồi là 43.000 nhưng bây giờ hôm nay còn 42.859. Nasdaq xuống 21 điểm, S&P 500 xuống 13 điểm, không đến nỗi tệ. GM ngược lại lại báo cáo có lợi nhuận. Đây cũng là tin vui cho kỹ nghệ xe hơi của Mỹ. Bây giờ kiểu dáng của các hãng xe, đặc biệt là các loại pickup truck, thưa quý vị, nổi tiếng của GM. Những quý vị nhìn thấy đó, kiểu dáng và độ bền của xe Mỹ ngày nay đó, càng ngày càng tốt hơn so với ngày xưa. Cho nên người Mỹ họ vẫn thích chạy xe Mỹ. GM lên được hơn 9%. Công trái phiếu 10 năm là 4,21. Đó cũng là mối quan tâm của giới đầu tư khi phân lời tiếp tục tăng mạnh. Vàng lên 18 đồng 40 sen, 2.756 đồng 90 sen vào thời điểm này. Dầu thì cũng lên theo. Dầu với vàng lên thì đó có thể gây ảnh hưởng tới vấn đề lạm phát, 72 đồng 30 sen một thùng dầu.
Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì ông cựu CEO của thương hiệu quần áo dành cho giới trẻ nổi tiếng Abercrombie & Fitch cùng với hai cộng sự của mình đã bị bắt giữ, và bây giờ đó cả ba ông này bị truy tố cái tội là buôn người và điều hành một cái đường dây mua bán tình dục trái phép. Thưa quý vị, thì đây là, xin lỗi quý vị, ông cựu CEO Mike Jeffries và còn đây là Matthew Smith, thật sự ra đó là partner, là bạn đời của ông Jeffries. Thưa quý vị, hai ông này là người đồng tính, và cái ông thứ ba đó, James Jacobson, thì là business partner, là cộng sự làm ăn. Thì bây giờ đó, phía FBI cho biết là thật sự ra đó, đây là cái kết quả của một cái cuộc điều tra của cơ quan FBI suốt từ tháng Giêng cho đến bây giờ. Cuối cùng họ đã có được những cái bằng chứng. Tại vì từ hồi tháng Giêng đó, FBI nói là có một vài nạn nhân đã nộp đơn tố cáo. Họ là những người trẻ tuổi, thưa quý vị, vào thập niên 2000-2010 mấy đó, nói là bị ba ông này đó dụ dỗ qua cái mác của công ty thương hiệu quần áo Abercrombie and Fitch, dụ họ là đi đến những cái nơi mà giống như chụp hình thử này nọ. Tại vì quý vị cũng biết là cái ngành nghề người mẫu đó thì phải đến những cái nơi của các công ty để cho nhiếp ảnh gia họ chụp thử, và nếu cái chủ công ty hay là cái người director của cái company đó chọn thì sẽ cuối cùng sẽ được ký hợp đồng làm người mẫu, rồi đương nhiên nổi tiếng và có thu nhập. Nhưng mà bây giờ đó, phía đơn kiện của cơ quan FBI nói là một vài nạn nhân, cho nên là không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng mà họ cái thời điểm mà họ nói là họ bị lợi dụng, bị lừa đó, là tuổi rất trẻ, mười mấy cho đến hai mươi mấy thôi. Thưa quý vị, bị dụ đến những cái khách sạn nơi những ông này đã tổ chức những cái buổi party ở New York, London, rồi Venice ở Ý nữa. Nghe nó quen quen quá ha. Đúng rồi. Quá nhiều vụ lợi dụng tình dục nữ cũng như nam, bây giờ thì phía nam tội nghiệp. Mà những nạn nhân đó thì họ nói là khi mà đến đây đó, đương nhiên lúc ban đầu có những người họ, cái ngành này nó có một cái quy tắc ngầm, nếu những người mà họ đồng ý thì nói, nhưng mà có những người họ thật sự rất là ngây thơ, họ nghĩ họ đến để họ thử, họ casting, và nếu họ có tài, có cái ngoại hình thì họ sẽ được chọn. Thì những người mà họ không đồng thuận lúc ban đầu đó sẽ bị cái nhóm của cái ông này đó dụ dỗ đưa những cái ly cocktail mà trong đó có drug, thưa quý vị. Và sau khi mà họ xỉu bất tỉnh hay gì rồi là bị các ông này tấn công tình dục. Và bây giờ đơn kiện của các nạn nhân nói là không chỉ riêng ba ông, mà tại vì họ dùng cái vỏ bọc là cái công ty, cho nên có những cái buổi casting thật sự là có những cái người director ở trong công ty này đứng ở đó dàn xếp mọi chuyện. Nói chung là có sự đồng thuận từ trên xuống dưới của cả cái công ty, cho nên là nhiều nạn nhân họ kể cùng một cái phương thức như vậy. Thì được biết là ông Jeffries này đó, thưa quý vị, ổng có công đã từ cái thương hiệu Abercrombie & Fitch trước thập niên 90 đó, nó không hề nổi tiếng khắp Hoa Kỳ, tại vì nó bán quần áo dành cho những trẻ em ở khu vực Ohio thôi. Nhưng mà đến khi mà ổng lên làm CEO đó thì ổng đã xoay chuyển, khi mà ổng biến nó thành một cái thương hiệu sành điệu cho giới trẻ, đặc biệt là họ nói là cái này họ đi đầu trong cái kiểu style nó gọi là preppy của các sinh viên mà vừa mới lên college đó, thưa quý vị, là mặc hơi sành điệu nhưng mà vẫn trang trọng, vân vân. Và đặc biệt như quý vị thấy đó, thực sự sau này Abercrombie & Fitch bị chỉ trích, nhưng mà cái thời lúc mà ổng vừa mới đưa ra những cái idea này đó thì giới trẻ Hoa Kỳ họ lại mê mẩn. Nhưng mà quý vị cũng thấy là ổng đặc biệt chú trọng đến ngoại hình của các người mẫu nam, mà lúc nào ổng cũng đem những cái hình ảnh rất là sexy ra. Và họ nói là ổng bán cái hình ảnh tình sexual như vậy để mà lùa người trẻ vào mua. Nữ thì ăn mặc cũng rất kiệm vải, nam thì như quý vị thấy là phải show body xấu muối đồ này nọ. Thì đó là cái phương thức của ổng hoạt động. Nhưng mà quý vị thấy cái thời năm 90 với 2000 đó, Abercrombie & Fitch với lại Victoria's Secret giống y chang nhau, đi cùng một cái đường hướng và họ đã thành công. Nhưng mà sau 30 năm đó thì bây giờ cái quan điểm của giới trẻ nó đã khác rồi.
Nhưng mà vào thì cũng đông lắm đó Thảo Uyên. Dạ vâng. Người Mỹ trắng á. Đúng rồi. Mỹ trắng vào đây nhiều lắm, quý vị vào trong South Coast hầu như Abercrombie đều có ở các nơi cả. Họ trình bày sang trọng lắm. Rồi có những cái món hàng rất là đắt. Thì ông này á, thực ra FBI vào cuộc sau khi đài BBC họ trình chiếu toàn bộ một cuốn phim tài liệu. Trong đó họ dẫn chứng một nhân vật như Thảo Yên vừa trình bày đó, là một người thanh niên trẻ. Và anh này anh đã kể hết cái tiến trình mà anh đọc mẫu quảng cáo, chọn người mẫu vân vân cho thương hiệu này. Chúng ta quay trở lại ngay sau phần quảng cáo. Tin tưởng người bạn nên là em tới đây và em rất là hài lòng về cái phục vụ cũng như là cái văn phòng mới của mình. Vâng, thế cho nên là cũng giới thiệu đến mọi người là nếu như có nhu cầu về răng thì hãy liên hệ tới văn phòng. Đúng vậy, Precious Implant Dental ngay trên đường Bosa phục vụ mọi nhu cầu nha khoa với các bác sĩ nhiệt tình, nhẹ nhàng, tận tâm, phòng lab ngay tại chỗ, giúp chồng răng, cấy răng, làm răng giả, răng sứ nhanh chóng thuận lợi để phục vụ từng bệnh nhân thật chu đáo. Xin vui lòng gọi lấy hẹn 949-629-0103. Wildcraft, nhà hàng dành cho gia đình đậm đà truyền thống quê hương với các kèo kho, canh chua mồng tơi, thịt kho quẹt, gà ủ rơm, đặc biệt có cơm niêu hay crawfish cùng hải sản tươi nhập từ Louisiana với hương vị đặc trưng, mac and cheese và các món trẻ em yêu thích. Wildcraft, nơi ký ức Việt Nam kết hợp ẩm thực Mỹ trên bàn ăn của cả gia đình cho mọi lứa tuổi. Hãy đến và trải nghiệm hương vị kỷ niệm đậm đà khó quên. Wildcraft, góc đường Westminster và Euclid, số điện thoại 657-210-4809.